rồ vậy? Đúng vậy, đòi nó chơi trước. Quánh tô xì. Quánh tô xì đi. Quánh tô xì ra cái gì, ra cái này. Em ra cái kéo. Kéo, ok, đây, rồi. Hai bạn quánh tô xì, đó là hạt nhài và hề tại. Lịch sử lặp lại, lần trước á, em nói là em ra cái kéo nhưng anh vẫn ra theo em. Thì em thua vì em nghĩ là anh gian dối. Bây giờ em có gian dối nữa không? Vậy lần này anh có gian dối em không? Anh không, anh chưa bao giờ dối ai. Xạo, vậy không vậy trời. Trời ơi, có cần tôi kể ra không? Kể đi anh, kể đi, em muốn nghe lắm. Dạ, tôi xin. Anh ra cái gì? Em ra cái kéo đúng không? Anh ra cái gì? Sao mà nói từng chữ một thôi? Ra cái bao, anh hứa bao. Là anh nói từng chữ một cho đi. Anh ra cái bao. Ok. Ok. 1, 2, 3. Ba. Trời ơi, con người lương lẹo. Kêu quỷ ra cái kéo. Như nhau, quỷ ma như nhau. Em đâu có muốn cắt anh đâu. Em ra cái kéo là em ăn anh rồi. Em đâu có muốn ăn anh đâu. Người ta không muốn cắt anh. Ủa, mình nhanh, mình nhanh xíu rồi, mình nhanh xíu rồi. 1, 2, 3. Thấy chưa? Anh cũng ghê lắm. Hai bà này cùng quê. Nếu như bây giờ mà hai đứa cùng ra một món nữa mà què nhau nữa là hai em sẽ có duyên phu thê đó. Ok. Ủa sao vậy? Ủa? Ủa? Tự nhiên cái gì vậy? 1, 2, 3. Ba. Rồi xong. Rồi, cưới nhau nhiên. Rồi. Lại cái nữa, lại cái nữa. Đổi rồi, qua đây. Mâm ngủ quả lên, luôn đi lên, cưới. Trời, hài nhạc mà lấy hề tại là y xì luôn. Hai đứa cưới đi, chị đi 5 bạn. 5 bạn là nhiêu tiền vậy chị? 5 bạn em biết. Tùy bạn chứ quê bà thành phố. Bà thành phố á. Bà thành phố 800.000 bạn. Chữ chính 2 triệu. 5 bạn có 10 triệu hả, ít lắm. Không, em đại cái là em đại Đồng Nai. Bây giờ, đúng không? Ok, 1, 2, 3. Cũng anh nhường cho em, đúng rồi. Của okay. Chồng công nhận anh. Anh Giang. Bên này, bên kia gửi chồng qua bên này rồi bên nhóm em trà trộn thì làm sao ăn được. Đợi nào chơi trước. Em, lần này em cố gắng để em thua coi. Em mời bên đó chơi trước. Xin mời. Quý, nói gì khi hờn dỗi người yêu? Nhường má. Trời. 4. Tôi. 2. Ghét. Em. 5. Mệt. 4. Quá. Đi. 5. Mệt. 4. Mỏi. Quá. Giận. Giận. Hơn. 3. Quá. Cầm chứ chắc. 5. Đi. Về. Đi. Yeah. Giận hơn hoài. Giận hơn hoài chứ giận hơn quá. Anh Vinh chưa bao giờ giận hơn. Ngọt nghếch. Ủa, giận hờn quá sao không được? Có khi nào hai đứa cãi nhau. Thôi, giận hờn quá. Giận hờn hoài. Hai đứa đang giận nhau. Trời ơi, giận hờn quá. Mà em ở bên này em cũng đã nhắc hoài. Ảnh nghe ra quá. Như vậy lượt đầu tiên. Anh Vince. Lượt đầu tiên, Tiến Luật, Tiến Ngân, Tiến Thắng. Đi. Anh Vince, dạo này anh bị gì vậy? Thôi, thôi, tôi mời anh chơi tiếp. Nghỉ ngơi đi cưng. Đợi anh. Anh tìm khách chưa? Quá được gì? 1 Chưa 3 Chưa 1, 2 1, 2 Kéo. Kéo luôn. Quyết định. Nhường. Nhường. Những thứ có thể làm cùng người yêu. 5. Đi. Đi. Coi. Phim. Đi. Coi. Kịch. Xem. Đi vi. 5. Đi. 4. Xem. Nhạc. Nhắc kìa. Đi. 4. Ngắm. Trăng. Không, không có. Không có. Đi dạo xong rồi trở lên mà. Đi ngắm trăng được mà. Em có đi ngắm trăng. Có đi ngắm trăng. Em đồng ý. Em đồng ý có đi ngắm trăng. 5. Đi. Du. Lịch. 5. Đi. Tắm. 4. Suối. Tắm. Suối. Suối. Ai cơ? Không có cười nữa. Thôi kỳ. Có gì đâu mắc cười đâu. Anh ơi, xin đi. Anh Vinh dạo này ngốc nghếch lắm. Đi tắm suối. Cũng được đi. 5. Đi. 4. Tắm. Hơi. Đúng rồi. Đi. Đi nữa. Nấu. Cơm. Nấu. Cơm. Thôi tạt đi, không minh được. Tạt cho bé. Có gì không được ta? Không, đi nấu cơm được. Đi nấu cơm từ thiện được. Người ta. Ủa? Đi nấu ăn, đi nấu cơm. 5. Đi. Mát. Xa. Sao đi hoài vậy? Chơi. Thế. Thao. Rồi.
Đi đâu đi? Đi. Mua. Sắm. Chơi. Đá. Cầu. Thế nào mà chơi đá cầu gì nữa? Không, đúng, vận động viên thôi. Hai vận động viên đá cầu yêu nhau, người ta có thể đi chơi với nhau. Nào. Chơi. Bóng. Rổ. Ờ. Đánh. Bi. Dạ. Bi. Dạ. Đánh cầu lông. Sao? Ủa đâu có sai đâu. Ơ nhiều môn quá. Làm sao mà kêu đánh bi da? Em, anh em bị phục bi da không chứ làm. Không được, bình thường. Đánh bi da bình thường. Được. Năm. Đánh. Cầu. Lông. Đi. Bơi. Lội. Đi bơi lội. Môn là môn bơi lội chứ đi bơi lội. Nãy giờ tha thứ gì quá rồi. Không phải, bây giờ mà anh bơi cái anh đầu túi bơi lội. Anh đầu túi bơi lội đó. Anh muốn là anh lội. Quan sĩ đội của em nhắc vô tri. Dạ. Nó là đi gọi đầu. Ủa có chứ, hai đi người yêu đẹp, nhau rủ đi, gọi đầu. Đi làm đẹp mới hợp lý hơn. Tự nhiên đi gọi đầu. Đi làm đẹp. Anh Vince, tôi yêu cầu anh không thoáng lên. Không thoáng mà anh thoáng tới đâu luôn mọi người. Đi tắm suối. Để em lau cho anh sáng mắt ra. Nhắm răng rồi đi tắm suối, đi nấu cơm. Em mà người yêu em rủ em kiểu đó em chia tay á. Vô. Một. Hai. Ba. Thắng. Mời. Nhận. Những thứ có thể thấy trong rừng. Trong đâu anh? Trong đâu anh? Trong rừng. Trời, trong rừng mà tôi nghe nói trong vườn. Trong rừng. Con. Cọp. Cái. Cọp. Này. Tơ. Con. Sư. Tử. Con. Rắn. Độc. Độc. Anh con đi, em nhiều con lắm. Con. Đại. Bàn. Thời. Ủa sao con. Bốn. Đi ba. Ba. Sao vậy? Sao gì vậy? Anh Vịnh á. Anh Vịnh hả? Anh đụng vô giùm. Anh con đi, em nhiều con lắm. Con. Con. Đại. Bàn. Thời. Anh Vịnh á, lỡ Vịnh mạnh á, tự thấy. Con gì? Con dế mèn. Dế mèn rồi. Ủa trong rừng có con dế mèn hả? Có, sao không có? Dế mèn phu lưu ký đó anh. Anh cứ đi, anh chú đi. Bốn. Chú. Tiêu. Phu. Đó, vào rừng đốt củi. Con. Heo. Rừng. Anh con đi. Con. Chim. Trĩ. Đó, thiếu gì? Sư. Tự. Ê, tự rồi. Rồi, mình. Con. Bốn. Mèo. Bốn. Rừng. Đốt. Trời ơi. Sao bánh này hoài vậy? Sao bánh này hoài vậy? Đâu đặt đâu? Đặt bên đây mà. Tôi đổ tôi hoài à. Đặt bên đây mà. Đặt bên đây mà. Không có hai bạn này nghe lộn cái âm thanh bên đây mà đứng bên đây. Rồi mình thắng hai lượt rồi. Đúng rồi. Trả lại đi anh Lực. Quả tôi xì. Từ từ nha, cho em lắc một đầu anh em đã. Quả tôi xì, quả tôi xì. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi. Rip. Thắng thì sao? Mời. Nhận. Nhận liền. Câu này chúng ta sẽ đố về tên. Và tên này chúng ta có thể dùng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Miễn sao có 3 âm tiết là được. Tên quốc gia có 3 âm tiết. Bung. Bung. Gà. Ri. Tây. Du. Ký. Ký. Tây Ban Nha, tự nhiên cái Tây Du. Lào. Tây Du. Lào. Chưa, rồi vô. Tây Du Ký. Tây Du Ký. Ông ngon nước là nước Tây Du Ký. Tây Du Ký. Tây Du Ký. Tây Du à. Đi thỉnh kinh đi. Tây Du Ký. Mà anh còn ký nữa. Mất ghê luôn á. Đã Tây là Tây Ban Nha chứ còn Tây Du Ký. Không biết nói lời nào. Không biết nói lời nào. Ông trời không cho ai tất cả. Thôi lại đi. Ủa, lại đi. Lượng người sang vô. Tây Du Ký. Lượng ơi Lượng. Nói nghe nè. Ví dụ như tai mình mà có lãng lãng. Nó lây. Nó lây. Mở ra xíu. Nó lây. Nó lây. Lây lẹ lắm. Chuyện thứ mình. 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 Hai ông này bị gì á. Chuyện thứ mình. Chuyện thứ mình. Chuyện thứ mình. Chơi 5 lượt mà mình thua 3 lượt rồi nha. Được rồi chưa? Đúng rồi, xin chào. 1, 2, 3. Thắng. Nhường. Rồi, những lý do đi trễ. Ngủ, dậy, trễ.
Bể. Bể quá dễ. Bể. Đồng. Hồ. 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 Bể bánh xe. Bể bánh xe vậy trời ơi. Không chính xác. Bánh bình. Bể. Đâu. Bốn. Bể bánh xe thì bể đồng hồ. Bể đồng hồ. Ê. Lấy ra. Lấy ra. Lấy ra. Lấy ra. Lấy ra. Lấy bể của anh Lực. Không nhận. Thôi tôi chính xác đồng hồ đó. À. Bể. Bể đồng hồ. Ý anh Lực là bể đồng hồ rồi. Không có đồng hồ báo thức nên đi trễ. Kỳ vậy. Thôi. Đã thua là không được giải thích. Rồi. Ấy đang thổi tỷ số sao anh? Mình đang thua rồi. Ủa? Mình chơi là chơi vui thôi. Quả tôi xì. Một, hai, ba. À, Nhường. Nhường. Đặt tên cho những bộ phim kinh dị do Tiến Luật đóng chính. Kinh dị. Gã. Đầu. Hối. 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 Còn nghe cái kinh dị liền. Con. Gì? Con. Rắn. Độc. Ủa, bộ phim con rắn độc. Quá kinh dị luôn đi. Là con rắn đóng chính. Không phải, một cái người phụ nữ. Nhưng mà anh Luật. Nhưng mà phim Tiến Luật đóng chính mà người phụ nữ độc ác là sao? Hãm hại Tiến Luật. Không, chính xác, không hợp lý. Năm. Người. Chồng. Ma. Đúng rồi. Tự nhiên anh thả cái con em không biết con cái gì câu luôn hỏi chúng tôi là những bộ phim kinh dị do Tiến Luật đóng chính. Cái chữ kinh dị nó quy định vào cái tựa phim. Đúng, gã đầu hối nghe khủng khiếp lắm. Đúng, tự nhiên cái gì, tự nhiên gì, nãy nói gì. Con, tự nhiên con rắn độc. Ví dụ này bây giờ thoải mái nè. Hả, sao thua nè. Đặt cái tên mà Tiến Luật đóng chính rồi. Kinh dị nè, hai ba. Hai đứa. Rồi. Kẻ. Một. Mắt. Kẻ một mắt. Chán ha. Sau hai lượt chơi thì đội mình thắng. Chúc mừng anh Giang ơi, anh Giang đến vòng thứ ba rồi, anh có thể cho em vào tiếp sức cùng đồng đội là ba người cùng nói luôn được không? Anh nói cho tụi em chơi đồng đội đi anh. Ngon vô. Ba người mỗi người một chữ. Rồi. Ba ba người. Người không nhìn nhau. Đúng, đừng nhắc có nhau. Có nghĩa nữa. Là hai người sẽ quay mặt hai bên, một người ngồi giữa tự đoán. Rồi, vô. Một, hai, ba. Thắng. Trước. Thắng nhường hay không nhường? Không nhường. Trước. Chơi. Khoan, khoan. Nhường hay không? Không nhường. Hả? Không. Những món ăn có seafood. Seafood. Bún. Hả? Bún. Bún cá. Bún cá chẹm. Cái gì vậy? Tự nhiên bún cái gì nè, cái lưng bún cá. Ý là em nhắc lại cái từ này là cá, bún cá đó. Quá mệt. Cái đồ mình nó rối quá, mình kêu bún cá chẹm luôn. Nó gặp nó ba chữ. Đây. Khó luôn không? Khó đi. Khó luôn không? Khó. Câu lạc bộ bóng đá. Ủa sao có biết? Có ba âm tiết. Ở nước nào cũng được. Thôi. Mai. Được. Dư Vinh. Dư Vinh. Đó. Chẳng. Sai. Gòn. Đó. Li. Pơ. Vun. Đó. Man. Chết. Tờ. Đó. Niu. New. New chess. Si. New chess. Si. New chess si. New chess si là. New chess si đó đúng không? New chess si nhưng new chess si. New. G. New. G. Gì vậy? New gì vậy? Newcastle. Ai biết cái đó? Đại. Sao lại new gì? Linh hả? Tôi tính nói New Zealand nó cũng có câu lạc bộ mà. Nước nào mà không có câu lạc bộ. Nhưng là cái tên của câu lạc bộ. Ai biết đâu, có tôi đá banh đâu. Rồi, biết. Nói chung là hai đội chưa thắng được cái phần chơi ba người. Câu khác khó nhau hỏi cái câu này phụ okay, nữ biết gì đâu. Dạy chơi là cho phụ nữ biết đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà khi thua là phải chụm đầu vô xong rồi kêu đổ mới đổ. Rồi, đúng rồi, nãy giờ tôi thấy tôi có mình tôi à. Tôi nữa nè chị ơi, chị quen gần thoát thôi. Bé ơn mày thiệt sự. Quá chi. Một, hai, ba. Mời. Nhận. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Nếu đẻ con trai. Hiểu chưa? À. Tên gì hả? Đẻ con trai. Ừ. Hãy đặt cái tên. 3, 2, 1. Bắt đầu. Trương. Thế. Vinh. Lâm. Con trai mà. Ủa em Lâm bị gì không được? Lâm bị Tuấn. Nhắc kìa rồi, xong quan rồi. Thì ý là thua rồi, em dừng cái là thua. Xong rồi, xong rồi. Bên đây anh đẩy không kịp ha. Phải xong rồi. Á. Nè, có bên tôi nè. Nguyễn. Tiến Lược.
nó dễ quá hả? Ba đứa chụm đầu vô nhau đi. Ba đứa chụm đầu. Lâm biết Lâm gì đâu. Nhưng mà hả, anh có ổn không anh Vinh? Anh ổn mà. Nếu không mình đổi đầu được không? Được. Ba đứa chụm đầu vô đi rồi tính. Hai đứa kia không dính gì hết. Đổi đi, đổi cho bé Ngọc ngồi trước đi. Đổi đi. Rồi ngồi trước đi. Đấy, em ngồi cuối vô. Đổi theo kiểu mà tô thôi. Okay. Được. Thôi có cần chơi nữa không? Chơi chơi chơi, gỡ lại danh dự đồ đi Ngọc. Sao em nhụt chí thế? Ngày hôm nay đội này thua và thua tan nát luôn. Thua tan nát. Thua mệt mỏi luôn á. Thua mà nó nặng gắn luôn á. Em hiểu được cái cảm giác mà người ngồi trên vai mình là như thế nào luôn. Anh nói gì vậy? Ông bự chứ bố. Quá quá Hồng Kiếp. Mà sao chết rồi, chết rồi. Chết. Thôi khỏi chơi đi. Hả? Khỏi chơi nữa đi. Khỏi chơi hả? Bây giờ em mong em vô nè. Rồi. Quán sushi. Một, hai. Thắng. Chỉ cần thắng anh là tôi vui rồi. Rồi vừa hay sao? Rồi. Đặc điểm của người đối phương làm mình yêu say đắm. Ngoại hình đẹp. Tính. Tình tốt. Vòng hai. Nhỏ. Hoàng. 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 Hoàng Phi. Hoàng cảnh với Hoàng Phi gì? Hoàng Phi Hồng hả? Đặc điểm người Hoàng. Đặc điểm Hoàng. Hoàng. Hoàng gì? Hoàng cảnh tốt. Đặc điểm người đối phương mà mình yêu, Hoàng Phi Hồng. Mà cái đáp án Hoàng cảnh tốt không đúng là gia cảnh tốt. Chứ gia cảnh nghe nó mới tích cực, còn hoàng cảnh nghe nó tiêu cực. Hoàng cảnh ai mà nghĩ ra thì cái hoàng. Từ từ nha, từ từ nha, khoan nha. Rồi ba đứa chụm đầu vô nhau. Ba cây chụm lại lên hòn núi cao nè. Bữa nay hết tới tay du ký để Hoàng Phi Hồng. Đây 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 đây. Rồi lên một em ơi, một ký cho anh, một tấn luôn cho anh. Không bên được luôn á trời. Mày mày ông chưa nói lương á, hoàng lương mà tôi. Hoàng lương thiện. Xong đây là hoàng lương về. Hoàng lương về. Này bây giờ coi như là chưa thua này, 2-3. Dạ. Gì? Dạ. Đình tốt. Đúng. Vòng 3. Vòng to. Ừ. Em nói đi anh chơi. Em nói đi. Chơi. Nói. Đẹp. Cái gì cái gì? Đẹp. Trai. Quá. Đẹp trai. Quá đó là cái từ cảm thán. Đẹp trai phải là nhất. Đặc điểm. Đẹp trai cảm thán khi mình nói chuyện thôi. Đẹp trai nhất. Chú em này sao? Chú em này sao? Em cũng ok mà anh. Máy gì? Máy, máy. Máy. Tóc. Đẹp. Rồi. Mắt. Một mí. Bụng. Sáu. Muối. Tiếp. Lung. Lung. Đồng. Tiền. Ngực. Nở. Nang. Nang. Ở đây tôi dùng từ là đối phương làm mình mê say đắm. Mê, okay. Mê, mê lắm. Đi ra ngoài đường gặp cái ông kia. Ủa sao vậy? Gặp ông luôn. Cái cơ. Người ta tập cơ. Trời ơi. Ai mà dễ. Vô 2-3. Ví. Ví. Tiền. Dây. Em Ngọc ơi, gì, em ra cái đề khó quá à. Dây hạn vô chuyện ví. Cái ví ai mà. Răng. Trắng. Làm sứ. Bóc. Bóc. Trắng. Răng trắng. Trắng gì? Tự nhiên á. Răng trắng gà. Trắng làm sứ. Bà Ngọc à. Cái việc mà để cho hai người kia tiếp tục là mình phải đưa ra cái đoạn mở đầu và đưa đoạn giữa phải là hàm. Răng đẹp á. Răng đẹp. Đúng rồi, cái răng không biết răng gì luôn. Nụ. Cười. Duyên. Tươi. Duyên trời ơi. Tươi. Ủa kệ người ta ăn cái này. Ok. Tóc. Anh có tóc. Tóc. Hai. Tiền. Chân. Dài. Thon. Thon. Thon.
em đẩy mấy cái văn đầu nè, em đổi chỗ đi. Rồi, anh ra cái đề gì đi. Đổi chỗ đi, bên đổi chỗ. Đổi chỗ. Ở lượt này ai thua là bao nước mọi người nha. Đặc điểm của một người phụ nữ. Ok. Ha, phụ nữ. Thấy chưa? Vô. Mắt. Ngông. Lanh. Xong. Mũi. Cao. Chán. Chán. Cao. Chán. Người ta là phần chán rộng hay sao? Chán gì? Tới em. Chán. Rộng. No. Con gái đẹp mà em hơi sâu. Cái em chán, tự nhiên nhìn vô cái chán của người ta. Con gái mà chán nặng quá. Đang hỏi đó. Tự nhiên nhìn vô chán người ta mà người này đừng vậy rồi. Em quá trời cơ hội đó, anh con gái à. Mấy người nói tôi giờ vô cái ghế này là thấy ghế nóng liền. Đúng rồi. Vion, phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.